Hôm nay chúng ta sẽ học câu mình có tài chớ dùng riêng. Hôm qua thì nói là người tài năng tiếng tự cao được người phục chẳng do khoe. Hôm nay thì nhắc nhở chúng ta là mình có tài chớ dùng riêng. Tài ở đây thì có nội tài, có ngoại tài. Nội tài chính là năng lực của chúng ta, thời gian, công sức của chúng ta, trí tuệ của chúng ta thì gọi là nội tài, cái ở bên trong. Ngoại tài thì là những cái thứ ở bên ngoài thân, như là tiền tài, vật chất, nhà cửa, đất đai, đúng không? Những cái thứ bên ngoài. Khi mà mình có những thứ này thì người xưa dạy là chớ dùng riêng. Cho nên là người xưa dạy chúng ta là phải bố thí nội tài, bố thí ngoại tài. Bố thí là cho đi, cho đi cái năng lực của mình, cho đi cái trí tuệ của mình này. Tiền tài vật chất của mình cũng phải cho đi. Vì sao vậy? Bởi vì người xưa dạy chúng ta là tích tài thì tán đạo, tức là chúng ta giữ cho riêng mình thì mất đi cái đạo, mất đi đạo đức, mất đi đạo nghĩa. Cho nên là mới dạy chúng ta là phải bố thí, là phải cho đi. Thầy nói ví dụ, ở trên lớp thầy nghe các con kể rất nhiều là mình có năng lực học tập tốt hơn các bạn thì thường xuyên đến trường là giúp đỡ các bạn, chia sẻ cho các bạn. Mình cũng đóng vai một cô giáo nhỏ, đóng vai một thầy giáo nhỏ hướng dẫn cho các bạn, bởi vì các bạn nhận thức chậm hơn mình một chút, mình nhận thức nhanh hơn một chút thì mình hướng dẫn cho các bạn. Đó là các con đang cho đi cái nội tài của mình. Và khi chúng ta cho đi nội tài thì người xưa dạy chúng ta là bố thí tài thì chúng ta sẽ có tài thí. Bố thí cái trí tuệ của chúng ta thì chúng ta sẽ có trí tuệ thông minh. Cái bài toán này mình làm một lần rồi thì mình lại học thêm một lần nữa. Mà chúng ta khi đứng trên cương vị của một cô giáo nhỏ ấy, thì cái tâm thái của chúng ta nó khác lắm, đúng không? Chúng ta phải hiểu hơn bạn thì chúng ta mới chia sẻ được cho bạn. Cho nên là khi mà chúng ta chia sẻ cho bạn thì chúng ta sẽ hiểu bài sâu sắc hơn. Thế. Cho nên cho đi thì chỉ có tốt thôi chứ không xấu. Chúng ta có thể giúp được ai đó cái gì thì chúng ta có thể tận tâm tận lực để giúp. Bởi vì các con biết có tiền tài là phước báu, nhưng mà dùng tiền tài phải có trí tuệ. Nếu chúng ta giữ tiền thì sinh họa. Tài năng của chúng ta mà giữ cũng sinh họa. Bởi vì chữ tài đi với chữ tai một vần, cứ giữ ở đó mà kiêu ngạo, mà kiêu căng, không cho ai hết, không chỉ bảo cho ai thì người ta sẽ ghét chúng ta, đúng không? Và đây chúng ta đang học là phải yêu thương mọi người, mà chúng ta có một chút năng lực mà chúng ta giữ khư khư một mình, không nói cho ai, không làm giúp ai cái gì, vậy thì làm sao một cái tâm nhân từ của chúng ta nó lớn được? Cho nên chúng ta có một chút năng lực thì chúng ta phải giúp người. Chúng ta có tiền tài thì chúng ta cũng phải giúp người. Tiêu tiền vào chỗ nào, tiêu tiền như thế nào. Mùa đông đến rồi, các con có nghĩ đến những người mà nghèo khó hơn mình không? Có nhiều bạn đi học không có áo mà mặc, không có dép mà đi. Chúng ta nằm trong chăn ấm đệm êm, chúng ta có nghĩ tới người đi ở ngoài đường lạnh giá không? Các bậc thánh hiền còn dạy chúng ta ấy, khi mà chúng ta không có nội tài cũng không có ngoại tài, tức là tâm có thừa nhưng mà lực không đủ, thì chúng ta có thể bố thí đi cái gì? Cái tâm của chúng ta, cái tâm yêu thương của chúng ta,
biết nghĩ cho người khác. Đó cũng là một cách cho đi. Cho nên là đối với cái câu này thì người xưa nhắc nhở chúng ta để cho chúng ta phải mở rộng cái tâm lượng, mở rộng cái tấm lòng của mình. Có năng lực thì có thể giúp đỡ người khác, không nên giữ làm của riêng mình. Giữ làm của riêng mình thì không có lợi, chỉ có hại. Nhưng mà điều này người ta đâu có biết. Người ta có một chút năng lực thì người ta phải làm sao đó để cho nó có thật nhiều tiền. Có thật nhiều tiền thì cũng phải làm sao để phải chất chứa cho nó nhiều, cho nó đầy, đúng không? Đây, thầy chia sẻ cho con một chút. Trước đây thầy không học, thầy cũng không biết. Thầy ngày xưa thầy đi học là thầy phải đi học ôn. Học ôn là phải mất tiền. Mà cái nghề của thầy là cái nghề học, học mỹ thuật mà. Cho nên là mỗi một buổi học thêm là tốn tiền lắm. Ngày xưa là một ngày công của bố thầy là chỉ được có 14.000. Mà thầy đi học là mất luôn cả một ngày công luôn của bố. Một buổi học là 7.000. Ăn trưa 2.000 nữa là nó còn bị lố vào mất 2.000. Còn bây giờ các bạn đi học thì một buổi học là từ 50 đến 100.000. À, đi học ôn mà mất tiền tốn tiền thế. Thế thì ra trường thì thầy cũng dạy ôn, thầy cũng dạy ôn, cũng lấy tiền. Bởi vì ngày xưa thầy thầy mình làm sao, giờ mình có năng lực mình cũng làm thế. Và đó là thầy không có biết văn hóa truyền thống. Nhưng mà khi từ khi biết văn hóa truyền thống thì thầy dạy đều miễn phí hết, không lấy tiền. Luyện chữ đẹp cũng miễn phí. Mình có một chút năng lực, tức là mỗi người chúng ta có một cái năng lực riêng. Ai có năng lực gì thì chúng ta nên cho đi cái năng lực đó. Các bạn đến mà thấy thầy giáo mà dạy học không lấy tiền thì rất là ngờ vực, không biết sao mà thầy lại không lấy tiền. Thế các bạn học, hình như các bạn học với thầy bạn nào cũng đỗ hết. Bạn nào cũng đỗ hết. Kiến trúc, học công nghiệp, học sư phạm. Có nhiều bạn làm, có bạn làm giáo viên rồi, có bạn làm kiến trúc sư rồi. Đấy. Mà cho đi thì tại sao ngày xưa mình không biết sớm? Không? Sao mình không biết sớm để mình cho đi sớm hơn? Mãi thì may mắn được học tập thì mới biết. Cho nên các con có năng lực, các con cho đi, người xưa nói cho đi thì còn mãi. Của ăn thì ăn, để cho con ăn thì hết, mà cho đi thì còn. Ở đây có cô Nhi cũng là một tấm gương cho đi này. Bao nhiêu lần cô Nhi chia sẻ, con thấy cô chia sẻ, cô cho đi, cô có vui không? rồi trong hiện tại cũng có rất nhiều người cho đi, có rất nhiều tấm gương các con, nhiều người lắm. Thầy Vọng Tây nói là một ngày, trong một tháng có thể cho đi hàng nghìn kg rau sạch. Cho đi mà cái rau mà rau sạch, rau mà vườn rau thủy canh, các con biết rau thủy canh là đắt, đúng không nào? Một cân không biết là bao nhiêu tiền. Thầy ở đây thầy không có phước được ăn, thầy không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà đắt lắm. Nhưng mà trồng nên chỉ có cho đi. Đó là nói một vài cái câu chuyện nhỏ để các con thấy có rất nhiều người đang nỗ lực cho đi. Cho nên chúng ta học đến cái câu này, mình có tài chớ dùng riêng, phải mở rộng tâm lượng, phải biết cho đi. Cho đi thì còn mãi. Chúng ta cho đi là cho đi cái lòng tham của mình, đúng không? Chúng ta vốn sẵn là tham mà. Tham tài, có thì phải chất chứa cho nhiều, phải tích cóp cho nó nhiều. Thì bây giờ chúng ta học là cho đi. Cứ cho đi, càng cho thì càng nhiều. Nhưng cô Nhi cho đi đấy, cứ cho đi thì nó lại đến. Đó. Đạo lý này là Thánh Hiền dạy chúng ta. Thì khi chúng ta chân thật làm thì chúng ta mới biết là nó là thật sự, nó là như vậy, không có sai dối.
Thì hôm nay thầy chia sẻ các con thêm một câu kinh văn này thôi: mình có tài chớ dùng riêng. Chúc các con thực hành thật tốt những cái điều mà mình đã học.